liệu đến 67 thiên ngày sáu bảy hãy nghe và nhắc lại cách nói vậy được lần sau đổi mình mười bạn cảm ơn nhé na hảo, xa 换我，请你谢谢啊！那好，下次换我请你，谢谢啊！那好，下次换我请你，谢谢啊！ Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. Ná chỉ suối một điểm. Học tập lẫn nhau. Khu sáng xí. Trước đây chính là học đại học ở đó. 以前就在哪里读打学? Không sai, có điều. Mấy chỗ, bố của. Đợi một chút. Đợi Xem ra mình cũng phải đăng ký một tài khoản. Mình giờ thêm bạn WeChat đi. Hiện Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi phải không? Được Muốn uống chút gì không? sớm Để mình 我来 lái Con phải làm cô giáo của mình Hãy đờ lão sư Đó đâu thể tính là 那哪能算是？那拉，是朋友。既然是朋友，一点小事，不要再跟我客气了。